mình chơi với rap thì mình cái thấy cái sự khó khăn nhất đó là sự đồng ý từ ba mẹ của mình. Tại vì cuộc sống gia đình của My lúc đó nó rất là khó khăn. Ở thời điểm hiện tại thì đỡ hơn một chút xíu nhưng vẫn còn rất là khó khăn rất là nhiều. Nên là ba mẹ rất là muốn My phải học một cái nghề nào đó để có thể kiếm được một số tiền đủ để lo cho bản thân, không ít nhất là phải phiền hà đến ai. Cái lúc mà căng thẳng nhất đó là tịch thu lại hết, lấy xe, lấy tiền, lấy nói chung là lấy tất cả mọi thứ. Sáng thì mình phải đi học, rồi chiều tối khoảng 5-6 giờ mình phải ra, mình phải phụ người ta dọn rạc chợ, bán đồ ở ngoài chợ đêm á. Và 4-5 giờ sáng mình phải ra mình dọn về để mình có được cái số tiền mình trang trải. Nhưng mà cũng nhờ cái lúc đó thì mình cảm thấy là mình có cái trách nhiệm hơn trong cuộc sống của mình. Cái dấu ấn mà My muốn mang đến chương trình đó là một cái hình ảnh lúc nào cũng năng động và không có ngại khó khăn. Khi các bạn tham gia bất kỳ một cuộc thi nào thì các bạn phải tự tin hết mình và luôn lúc nào cũng phải nghĩ là bản thân mình sẽ làm được, sẽ thực hiện được, dù nó có khó khăn đến cỡ nào, chỉ cần trong lòng bạn có quyết tâm. My cũng sẽ quyết định là mình sẽ làm một cái gì đó lạ hơn nữa để mang đến với các bạn, và mong là các bạn sẽ ủng hộ cho mình. Chính anh là một sự khác biệt vì luôn có bản sắc riêng. Từ lời anh nhả luôn là phiền mà đắt tiền. Biến hóa đa chiều mỗi khi tụi anh xuất hiện. Cụ thể trang không giới hạn, bọn họ thích là đương nhiên.